Trung Quốc thông báo tập trận quân sự trong một tuần từ ngày 19 tháng 6 và cấm tàu thuyền đi vào khu vực tập trận nằm ở phía tây bán đảo Lôi Châu, Biển Đông. Thông báo được đưa ra sau khi tàu sân bay Mỹ tiến vào Biển Đông. Theo thông báo đăng trên trang web của Cục Hải sự Trung Quốc MSA, quân đội nước này sẽ tập trận tại vùng biển phía tây bán đảo Lôi Châu từ ngày 19 tháng 6 tới ngày 25 tháng 6. Bán đảo Lôi Châu nằm ở phía nam tỉnh Quảng Đông. Tọa độ giới hạn khu vực tập trận nêu trong thông báo cho thấy khu vực trên dường như nằm ở vùng biển thuộc Trung Quốc ở Vịnh Bắc Bộ. Thời gian qua, Trung Quốc liên tục tiến hành các cuộc tập trận ở Biển Đông, gồm các cuộc tập trận ở Vịnh Bắc Bộ. Trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này và Mỹ gia tăng, cũng như giữa lúc Mỹ có nhiều hoạt động quân sự trong khu vực. Đặc phái viên Mỹ về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, ông Sung Kim đã tới Seoul để hội đàm với những người đồng cấp của Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm xây dựng một chiến lược chung giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản để nối lại tiến trình đàm phán hạt nhân với Triều Tiên. Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của ông Sung Kim trên cương vị đặc phái viên hạt nhân của Mỹ sau khi được bổ nhiệm vào tháng trước. Chuyến thăm diễn ra chỉ vài ngày sau thông điệp đầu tiên của Triều Tiên gửi đến chính quyền của Tổng thống Joe Biden về việc Bình Nhưỡng nên sẵn sàng cho cả kịch bản đối thoại và đối đầu với Mỹ, đặc biệt cần chuẩn bị đầy đủ cho kịch bản đối đầu, đồng thời nhấn mạnh kiểm soát ổn định tình hình bán đảo Triều Tiên. Các chuyên gia cho rằng việc ông Sung Kim tới Hàn Quốc là một động thái được coi là tín hiệu cho thấy Washington đã sẵn sàng tái can dự Bình Nhưỡng. Mỹ sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán gián tiếp với Iran về việc khôi phục lại thỏa thuận hạt nhân lịch sử ký vào năm 2015, còn gọi là kế hoạch hành động chung toàn diện. Đây là tuyên bố được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra một ngày sau khi Iran tổ chức cuộc bầu cử tổng thống. Với chiến thắng thuộc về ông Ebrahim Raisi, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, các cuộc đàm phán gián tiếp tại Viên Áo giữa Mỹ và Iran được các nhà ngoại giao châu Âu làm trung gian đã thu được tiến triển có ý nghĩa. Cùng ngày, Liên minh châu Âu-EU thông báo các bên tham gia đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân sẽ có cuộc gặp chính thức tại Viên trong hôm nay 20 tháng 6. Kế hoạch hành động chung toàn diện quy định Iran làm giàu urani ở mức độ 3,67%, thấp hơn nhiều so với mức 90% có thể tạo ra vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt trừng phạt Iran năm 2018, Tehran đã dần thu hẹp các cam kết của mình trong thỏa thuận. Thưa quý vị, hãng thông tấn nhà nước Iran đưa tin chính phủ Iran đã tuyên bố ứng cử viên Seyed Ebrahim Raisi là người chiến thắng và trở thành tổng thống tiếp theo của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Văn phòng Tổng thống Iran đã gửi lời chúc mừng tới ông Ebrahim Raisi. Ngoại trưởng Javad Zarif cũng cho biết ông Ebrahim Raisi sẽ điều hành tốt chính phủ sau khi nhậm chức. Theo thống kê, có 28,6 triệu cử tri đi bầu với 90% số phiếu được kiểm. Ông Ebrahim Raisi giành được 17,8 triệu phiếu bầu, bỏ xa người đứng thứ hai là ông Mohsen Zerai, người giành được 3,3 triệu phiếu bầu. Kết quả này là không thể đảo ngược và ông Ebrahim Raisi đã cầm chắc chắn chiến thắng. Cuộc bầu cử tổng thống Iran diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế nước này đã rơi vào suy thoái nghiêm trọng trong những năm qua do sức tàn phá của các lệnh trừng phạt mà Washington đã áp đặt đối với Tehran cũng như nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Bộ Y tế Campuchia thông báo phát hiện 471 ca mắc mới COVID-19, trong đó 426 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng và 45 ca nhập cảnh. Số ca do COVID-19 cũng tăng thêm 20 người, mức cao nhất kể từ ngày 12 tháng 6 vừa qua. Bộ Y tế nước này cũng cho biết phát hiện 7 ca đầu tiên mắc biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có tên Delta, vốn xuất hiện đầu tiên tại Ấn Độ. Đây là các ca nhập cảnh từ Thái Lan. Trước diễn biến phức tạp trên, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thận trọng hơn nữa và thực hiện nghiêm túc biện pháp 3-0, 8-3 bảo vệ và không tập trung ăn uống hoặc tụ tập đông, giảm hoạt động đi lại, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết. Campuchia đang trải qua làn sóng thứ 3 dịch COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng kể từ ngày 20 tháng 2. Trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan, quốc gia Đông Nam Á này đã cho đóng cửa tất cả trường học, trung tâm thể dục thể thao, nhà hàng, rạp chiếu phim và các trung tâm giải trí trên toàn quốc. Theo thống kê, các biến thể của virus SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục lây lan nhanh trên toàn thế giới. Nhiều quốc gia cũng đang gấp rút triển khai chiến dịch tiêm chủng diện rộng. Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khoảng 30-40 quốc gia trên thế giới không có khả năng cung cấp mũi thứ hai vaccine ngừa COVID-19 cho người dân, đặc biệt là những nước dựa vào nguồn cung vaccine của hãng AstraZeneca. Sau 18 tháng, sự bất bình đẳng trong cách tiếp cận vaccine tiếp tục tạo cơ hội cho COVID-19 gây đột biến, lây lan và khiến nhiều người
Việc toàn cầu không chia sẻ vaccine một cách công bằng khiến đại dịch có cơ hội cướp đi sinh mạng của người dân ở một số nước nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất thế giới. Nhiều quốc gia phải tạm ngừng triển khai tiêm vaccine liều thứ hai. Nếu tôi nhớ không nhầm, có hơn 30 hoặc 40 quốc gia lên kế hoạch tiêm liều thứ hai vaccine AstraZeneca, nhưng giờ họ lại không thể thực hiện việc đó. Các quốc gia gặp tình trạng này gồm Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, cùng các nước ở khu vực châu Phi, cận Sahara, châu Mỹ, Latin và Trung Đông, trong đó các nước xung quanh Ấn Độ như Nepal và Sri Lanka bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề và phải đối mặt với làn sóng dịch bệnh nghiêm trọng. Viện Huyết Thanh Ấn Độ, nơi sản xuất vaccine AstraZeneca, được cho là xương sống trong chuỗi cung ứng của COVAX, nhưng Ấn Độ đã hạn chế xuất khẩu vaccine để đối phó làn sóng COVID-19 thứ hai ở nước này. WHO đầu tuần này cảnh báo nCoV đang lây lan nhanh hơn tốc độ phân phối vaccine và cam kết cung cấp 1 tỷ liều của G7 cho các nước nghèo hơn là không đủ. Theo số liệu của WHO, mới chỉ 1% dân số ở châu Phi được tiêm chủng đầy đủ. Hiện chương trình COVAX mới chỉ cung cấp được hơn 88 triệu liều vaccine cho 131 quốc gia, ít hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu. Liên minh châu Âu đã thất bại trong nỗ lực pháp lý buộc AstraZeneca đẩy nhanh tốc độ chuyển giao 300 triệu liều vaccine COVID-19. Mặc dù vậy, một thông cáo báo chí của khối này vẫn khẳng định AstraZeneca đã vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ trên hợp đồng với EU. Khối 27 quốc gia này đã đệ đơn hai đơn kiện AstraZeneca, với đơn kiện đầu tiên yêu cầu hãng dược này phải cung cấp 120 triệu liều vaccine trước ngày 30 tháng 6 và hoàn tất hợp đồng 300 triệu liều vào tháng 9. Đơn kiện thứ hai cáo buộc AstraZeneca đã vi phạm hợp đồng yêu cầu bồi thường 10 euro một liều một ngày chậm trễ. Theo Reuters, tòa án của Bruxelles đã bác bỏ yêu cầu trong đơn kiện đầu tiên của EU và tuyên bố AstraZeneca chỉ có nghĩa vụ giao 80 triệu liều trước ngày 27 tháng 9 tới. Phán quyết khẳng định AstraZeneca vẫn có nghĩa vụ hoàn tất hợp đồng giao 300 triệu liều nhưng không nói rõ thời hạn chót. Thẩm phán cũng chỉ đề ra thời gian giao cụ thể cho 80 triệu liều đầu tiên và cảnh báo nếu như quá thời hạn trên vẫn chưa giao đủ vaccine, AstraZeneca sẽ bị phạt 10 euro cho mỗi liều. Mức phạt này được xem là nhẹ hơn mức do EU đề xuất. Một đợt nắng nóng đang diễn ra ở nước Pháp. Tại thủ đô Paris, nhiều người mong muốn được ra ngoài tìm kiếm một chút không khí trong lành nhân dịp này. Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn của Pháp đã đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao ở phần lớn miền Tây nước Pháp, kèm theo các cơn mưa to và gió lớn xuất hiện ở thủ đô Paris của Pháp vào ban đêm. Ở Paris, nhiệt độ ban ngày lên tới 34 độ C. Hai sinh viên Hà Lan đang đi nghỉ cho biết họ đã tìm đến bể bơi nhưng bể bơi đóng cửa. Ở Hà Lan khác với ở đây, vì bạn có thể đi bơi ở chỗ nào có nước, còn ở đây thì không thể, vì không ai làm thế. Khá là khác nhưng tôi rất thích. Chúng tôi chịu nóng tốt, chúng tôi không lăn tăn việc đến Paris, mặc dù được dự báo nhiệt độ rất cao, chúng tôi tự nhủ sẽ có bóng râm, và nếu chúng tôi muốn làm gì mới thì sẽ luôn có sân thượng, còn mua sắm thì các cửa hàng đều đủ mát để chào đón chúng tôi. Đối với những người sống ngay bên ngoài Paris như Rosie và bạn chị, nhiệt độ cao không ngăn họ tận hưởng thủ đô, nơi vẫn còn khá vắng khách du lịch quốc tế do các hạn chế đi lại của COVID-19.